Là chúng ta có nhá. Sang câu 36 này. Đồng phân nào của C4H9OH khi tách nước sẽ cho hai olefin đồng phân? Chú ý, đây là đồng phân cấu tạo thôi ạ. Thêm cái từ cấu tạo cho thầy nhé. Hai olefin đồng phân cấu tạo của nhau. Thế mình có này, C4H9OH tách nước cho hai olefin đồng phân cấu tạo. Mình thử xem hai metin propan một ôn nhé. Propan này, 1, 2, 3 này. Hai metin này. Một ôn là OH. OH mà đứng đây thì chỉ có H tách được với H này thôi. Để tạo thành, thế là chỉ tạo thành một đồng phân. Đúng chưa? Bỏ. Hai metin propan hai ôn. Xem nhá. Hai metin propan hai ôn đây, cháu này đây. Thì nó tách cùng với H bên này, hai H bên này là đều như nhau rồi, nó là đối xứng nhau. Thì nó cũng tạo thành một đồng phân. Toang nốt. Butan một ôn. Butan một ôn. Đây là butan này. Một ôn này. Thì nó chỉ có cách là tách với hiđro bên này thôi để tạo thành đây một đồng phân. Vậy là toang nốt. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. Chúng ta cùng xem nhé, xem đáp án D như nào nhé. Butan hai ôn này, butan hai ôn này, OH này, thì nó có hai hiđro, nó phải cách cùng hiđro bên này hoặc tách cùng hiđro bên này, được chưa? Khi mà tách nước này, thì nếu tách cùng hiđro ban đầu này, thì nó sẽ tạo thành đây nối đổi đây. Nếu tách cùng với hiđro ở đằng sau thì nó sẽ tạo thành nối đổi đây. Được chưa? Hai đồng phân khác nhau nhưng chú ý là đồng phân cấu tạo. Chứ còn là nếu mà không có từ cấu tạo nó phải tách được ba đồng phân tại vì anh này có đồng phân hình học. Các em hiểu không? Đấy, nếu mà không có cái từ cấu tạo này nó sẽ phải tách thành ba sản phẩm bởi vì anh này có đồng phân hình học nhá. Cả nhà hiểu chưa? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là butan hai ôn và chúng ta biết được rằng đâu là sản phẩm chính, đâu là sản phẩm phụ nhá. Chúng ta dựa vào quy tắc là tách nhai dép hay nói cách khác là quy tắc chân dài cặp với đại gia, đúng không? Thì nó sẽ ưu tiên hiđro của carbon có bậc cao hơn. Đây, và anh này sẽ là ưu tiên là sản phẩm chính, anh này là sản phẩm phụ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok. Đáp án đúng của chúng ta đáp án D. Câu 37. Đây, câu 37 thì tương tự, 37 thì tương tự như 36 rồi. Nhá. À, sự loại nước một đồng phân A của C4H9OH cho hai olefin đồng phân cấu tạo. Đấy, vậy đồng phân của A là, vậy đồng phân của A là gì? Thì chúng ta đọc luôn đây là ancol gì ạ? Carbon này carbon bậc mấy ạ? Carbon bậc 2 nên ancol này là ancol bậc 2. Ancol sex butylic, ancol sex butylic. Đáp án đúng là đáp án C. Ok. Đáp án đúng là đáp án C. À, đun nóng X với H4 đặc thu được một olefin duy nhất. Olefin chính là tên gọi khác của anken. Trong công thức sau, công thức nào phù hợp với X? Nhìn nhá. Anh này này. Đúng không? OH tách với hiđro bên này, hiđro bên này như nhau. Thì tạo thành một olefin duy nhất thật. Được chưa? Anh này mình vừa viết xong, tạo thành hai olefin, đúng chưa? Đồng phân cấu tạo ba olefin là đồng phân nhau. Đúng chưa? Bỏ. Anh này sao nhỉ? Lúc nãy mình cũng vừa viết xong, chỉ tạo thành một olefin duy nhất đây. Vậy là có thằng 3, có thằng 1. Được chưa? Có 1 có 3, có 1 có 3, có 1 không có 3 loại, có 1 có 3. Nhưng phải không có 2 cơ. Đây hai loại rồi, bỏ 2 đi. Bỏ 2 đi. Vậy là 1, 3, 4. Mình nhìn thằng 4 này. Thằng 4 này là sai, đúng không? Thằng 4 thì đun nóng 24 đặc thì không thể tạo olefin được, nên bỏ nó thằng 4. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. Chỉ có 1 và 3 thôi ạ. D chỉ có 1 và 3 nhưng không có 4 nhé. Bởi vì thằng này không tách được tạo thành olefin. Tại vì thằng carbon này làm gì có hiđro mà tạnh. Ok. Câu 39. Phản ứng nào sau đây không xảy ra? Không xảy ra. Thì mình có này, C2H 5OH có tác dụng với lại CH3OH không ạ? Có ạ. Đây phản ứng gây tia hóa tạo thành C2H5OCH3 cộng nước. C2H5OH cộng với natri để tạo thành CH5ONA có cộng hiđro. À, C2H5OH cộng CuO thì nó tạo thành CH3CHO cộng Cu cộng H2O. Vậy chỉ có C2H5OH cộng NaOH là không xảy ra. Đáp án đúng đáp án D. Câu 40. Sản phẩm chính của phản ứng cộng nước vào propylen. Đây. Sản phẩm chính của phản ứng cộng nước vào propylen. Propylen này cháu này. Cộng với lại HOH. Được chưa? Thì chân dài nó cặp với gì ạ? Đại gia chia hai này ra. H cắm vào đây, OH đây, đây chính là sản phẩm chính. Dĩ nhiên sản phẩm phụ là OH sẽ cắm vào thằng đầu tiên.
nhá. Vậy thì anh này là ancol gì ạ? Ancol isopropylic đúng không? 1 2 3, ancol isopropylic, đáp án đúng đáp án A. Câu 41. Câu 41. Xét chuỗi phản ứng X Y có tên là. Ở đây chúng ta phải nhớ về cái nhiệt độ. Đây là H24 170 độ C, vậy đây là phản ứng tách nước nhé. H24 170 độ C, đây phản ứng tách nước. Ethanol C2H5OH mà tách nước thì nó tạo thành là C2H4. Được chưa? C2H4 mà cộng với lại Cl2 thì nó tạo thành là C2H4Cl2. Thế này mình chưa gọi được tên nữa, mình phải viết hết ra. Mình viết hết ra mình mới nhìn được. Đây, CCOH. Được chưa? Tách ra thì nó tạo thành là C nối đôi C cộng clo, nó tạo thành CCCl. Được chưa? Vậy đây là đặt là 1 2. Đúng chưa? E 1,2 đi clo etan. 1,2 đi clo etan. C. Câu 42. Hợp chất này là sản phẩm chính theo quy tắc Markovnikov của phản ứng loại hợp chất, loại nước của hợp chất nào? Chú ý nhá, thằng này là sản phẩm chính ạ. Sản phẩm chính ạ. 2 metin butan 3 on xem nào. 2 metin butan, butan đây. 2 metin đây. 3 on đây, không làm gì có 2 metin butan 3 on. Lý do tại sao? Tại vì nếu mà điền nối đôi ở đây ạ thì nó là 3 metin butan. Sorry. Đây. OH đây. Nó phải là 3 metin butan 2 on mới đúng, tại vì không có tồn tại chất này. Đúng chưa? 3 metin butan 2 on xem nhá. 3 metin butan 2 on. Đây 3 metin này, butan 2 on đây. Đấy. Thằng này là một, tên gọi này sai, tên gọi này đúng. Ok, nếu thằng này mà tách nước thì nó sẽ ưu tiên tách cùng với lại hydro carbon bậc cao hơn. Vậy là nối đôi phải điền ở đây ạ. Sau khi tách xong nối đôi điền đây ạ. Mà đây nối đôi điền đầu này, vậy là toang thằng B. Mình sang thằng C xem được không nhá. 3 metin butan 1 on. Butan 1 on. OH đây. 3 metin đây. Thì đúng là OH cắm vào đây thì nó ưu tiên tách cùng hydro ở đây đúng không? Đúng không? Mình tách nước thì mình sẽ tạo thành là. Chuẩn chưa? Đúng như đáp án đúng không? À, đúng như đề bài đúng không? 3 metin butan 1 on. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án. Ở đây mình có này. Trong câu 43 này, sản phẩm chính và phản ứng tách nước chúng ta vừa phân tích thì OH này sẽ tách cùng với là hydro của carbon có bậc cao hơn. Nên sản phẩm chính của nó sẽ là nối đôi đây ạ. 1 2 3 4 2 metin. Vứt vào đi. Buta 2N hay là buten 2. Đáp án đúng đáp án C. Câu 44. Đun nóng hỗn hợp ethanol và propanhyon với xúc tác axit sulfuric đặc thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm hữu cơ? Thì chúng ta biết rồi, nó sẽ có khả năng là gì nhỉ? Đây nhìn nhá, ethanol này C2H5OH với lại propanhyon. Propanhyon là gì? Là đây anh này, C3H7OH. Thì đun nóng bọn này với nhau thì hoàn toàn nó có khả năng là hai anh này cộng với nhau là C2H5OC3H7 là 1, đúng không? Hoặc có thể là hai thằng C2H5OH cộng với nhau thì nó tạo thành cái C2H5OC2H5, hoặc là hai thằng C3H7OH cộng với nhau để tạo thành C3H7OC3H7. Thực ra về mặt bản chất đấy thì ở bên trong dung dịch là hỗn hợp hai cái thằng này, nên là hoàn toàn có khả năng thằng này va thằng này tạo thành này. Hai thằng này, hai nguyên tử hai của thằng C2H5OH va với nhau tạo thành thằng này. Hai nguyên tử của C3, hai phân tử của C3H7OH ra nhau để tạo thành C3H7OC3H7. Vậy tổng cộng mình thu được 3 ET. Đấy chưa? Và dựa vào toán xác suất thống kê thì tổ hợp chỉnh hợp thì mình sẽ có là N ancol khác nhau thì tạo thành N nhân với N cộng 1 chia 2 phân tử ET. Nhớ nhá, N ancol khác nhau thì tạo thành N nhân với N cộng 1 chia 2 phân tử ET. Vậy hoàn toàn mình sẽ có anh này là 2, thì là 2 nhân với lại
2 đúng không? 2 nhân với lại 2 cộng 1 là 3, 2 nhân 3 là 6, 6 chia 2 bằng 3, 3 phân tử ete. Đáp án đúng đáp án C. Các em ghi cái công thức này lại nhá. Ghi công thức lại. N ancol khác nhau thì tạo thành N nhân với N cộng 1 chia 2 phân tử ete. Ok chưa? Mình sang câu 45. Đun nóng ancol X với H24 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì thu được một anken duy nhất. Công thức tổng quát của anken là, thế ở đây chúng ta có một cái chú ý là cứ ancol bậc 1, ancol bậc 1 thì đun nóng với H2SO4 đặc. Được chưa? Thì thu được một anken duy nhất. Đây là quy tắc kinh nghiệm ạ. Quy tắc kinh nghiệm thì có nghĩa là hầu hết là đúng, trừ một vài trường hợp sai. Ví dụ như trường hợp này là sai này. Đây là ancol bậc 1 đây, nhưng mà không có tách được nước nhá. Thế nên là thầy mới gọi đây gọi là quy tắc kinh nghiệm, ancol bậc 1 và H24 đặc thì thu được một anken duy nhất nhá. Vậy bây giờ mình chỉ cần đi tìm xem là ancol bậc 1 là thằng nào. Thằng này không được gọi là ancol bậc 1. Đúng chưa? Thằng này được gọi là ancol bậc 1 nhưng mà một anken duy nhất. Thằng này mình chưa biết rằng gốc R này no hay không no. Nên chuẩn nhất phải là gì ạ? A, à, mình nhìn được gốc R no. Được chưa? Ancol bậc 1. Đáp án đúng đáp án A. À. Ok. Hiểu không ạ? 46. Sản phẩm chính của 3 metin butan hai ôn. Butan đây, hai ôn đây, 3 metin đây. Tách nước thì OH lấy hiđro bên cạnh. Đây đúng không ạ? 1 2 3 4 2 metin. Được chưa? Butter 2N. Ok. 2 metin butter 2N. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Câu 47. Câu 47. Khi tiến hành đề hydrat hóa, đề hydrat hóa là tách nước ancol propylic thì ta thu được anken. Ancol propylic đây cháu này. Chưa biết là nó là OH đính ở đây hay là OH đính ở giữa. Chưa biết nhé. Đề bài chỉ ghi là ancol propylic thôi. Đề hydrat hóa là tách nước. H2SO4 này, 170 độ C này, tách nước này. Vậy hoàn toàn mình sẽ thu được là nếu mà anh ở bên trên thì thu được nối đôi, và nếu anh dưới thì cũng thu được nối đôi này, đúng không? Thì đây là anken X này. Tiến hành hydrat hóa X là cộng HOH thì thu được Y là sản phẩm chính. Sản phẩm chính với OH ưu tiên đính vào carbon nó bậc cao hơn. OH đây. Được chưa? Vậy hoàn toàn Y để chúng ta là ancol bậc mấy ạ? Đây là bậc 1, đây là bậc 2. Vậy đây là Y là ancol bậc 2. Ok, Y là ancol bậc 2. Vậy mình chọn ngay đáp án đúng là đáp án D. Đề bài bảo Y là đồng đẳng của X, sai. Y với X là đồng phân của nhau. Được chưa? X và Y trùng nhau cũng chưa chắc đấy. Có thể là trùng nhau, có thể là chưa trùng nhau. Y ancol bậc 3 càng sai nữa. Vậy đáp án đúng chúng ta là khẳng định chắc chắn đúng là Y là ancol bậc 2. Ok. Câu 48. Khi tách nước từ một chất X, khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O để tạo thành ba anken đồng phân nhau. Ui, thế này dễ quá. Ba anken đồng phân nhau tính cả đồng phân hình học, vậy chắc chắn nó chỉ có thể là anh này. Tách nước thì tạo thành hoặc là nối đôi đầm đầu này, tách với hiđro đầu này, hoặc là nối đôi nằm ở giữa. Đúng chưa? Tách hiđro đầu này thì thằng này có đồng phân hình học. 1 2 cộng một đồng phân hình học nữa là 3. Ok. Vậy mình nhìn vào đáp án thì mình có nó là gì nhỉ? Butan hai ôn. Vậy butan hai ôn chúng ta chỉ có thể là đáp án đúng là đáp án C mà thôi. Chỉ có đáp án đúng là đáp án C mà thôi. Ok. Câu 49. Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X. Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X chỉ thu được một anken duy nhất. Lưu ý nha. Tách nước với ancol X chỉ thu được một anken duy nhất. Thế ở đây mình có này. Oxy hóa hoàn toàn một lượng chất X thì thu được 5,6 lít CO2 và 5,4 gam nước. Chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 0,25. Số mol nước bằng 5,4 chia 18 bằng 0,3. Vậy mình nhìn thấy ngay là số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy chắc chắn là ancol no. Mà tách nước thu được một anken, vậy chắc chắn là ancol no đơn. Đúng chưa?
N nước lớn N CO2 ancol no CnH2n cộng 2 mà lại chỉ thu được một anken tách nước nên là ancol no đơn. Vậy hoàn toàn mình có số mol của ancol bằng số mol nước trừ số mol CO2. Số mol nước là 0,3 trừ số mol CO2 là 0,25 thì bằng 0,05. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được số nguyên tử carbon. Số mol CO2 là 0,25 chia số mol ancol là 0,05 thì nó bằng 5. Được chưa? Vậy tương đương với việc là hỏi là có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X là ancol mà lại có công thức phân tử là C5H12O. Đúng chưa? C5H12O mà lại là ancol nhé, ancol X 345248 8 đồng phần. Kinh không? Dễ sợ không? Thầy vừa hack não các em đấy. Nhìn nhá, non thầy dài không chết. Hỏi về phân ancol đúng không? Này mình làm rồi, 1, 2, 3, 4, 5 trục đối xứng này, 1, 2, 3 này, mạch khác này, đây gì, trục đối xứng đây, 4, 5, 6, 7, đúng không ạ, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 ạ, chỗ này thầy thừa, thừa một carbon ạ, cùng anh cuối cùng ạ, thằng này đối xứng nhau, 8 ạ. Vậy 8 đồng phân. Vậy hỏi là có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X thì đáp án đúng chúng ta phải là đáp án E là 8 ạ. Đúng không? Oxy hóa. À từ từ, nhưng mà từ từ đề bài lại bảo chúng ta là chỉ thu được một anken duy nhất. Thằng số 8 OH đính đây không thu được anken này, không thu được một anken này. Được chưa? Bây giờ thằng số 2 đính vào đây thì như nãy mình viết là thu được hoặc nối đôi nằm đây hoặc nối đôi nằm đây, không được, bỏ thằng số 2 này. Được chưa? Thế thằng số 1 thì được bởi vì nối đôi nằm đây. Thằng số 3 được tại vì nằm đây hay nằm đây như nhau. Thằng số 4 được tại vì nối đôi nằm đây. Thằng số 5 không được tại vì nối đôi có thể là thằng này hoặc thằng này, bỏ số 5. Thằng số 6 không được tại vì 6 có thể nối đôi nằm đây hoặc nằm đây, không được. Thằng số 7 được. Đúng chưa? Vậy là mình chỉ có 1 2 3 4 4 cháu thôi ạ. 4 cháu phải đáp án đúng chúng ta phải là đáp án B bỏ. Hạch não không? Nhiều đứa nhanh nhẩu đoạn như chú Binh đi tô 8. Quên mất điều kiện là chỉ thu được một anken duy nhất. Để thu được một anken duy nhất thì OH đính ở vị trí carbon ở vị trí số 1 này cũng được. Nối đôi nằm đây, nhắc lại. Vị trí số 3 được tại vì là hoặc nối đôi nằm ở đây hoặc đây thì nó là trục đối xứng như nhau. Đúng chưa? Mà đây hỏi là công thức cấu tạo. Được chưa? Hỏi là công thức cấu tạo có nghĩa là tương ứng với lại đồng phân cấu tạo nhá. Không xét hình học. Được không? Thằng số 4 thì nối đôi nằm ở đây. Thằng số 7 thì nó nằm đây. Thực ra cái câu này nó cũng hơi không chuẩn. Tại vì là đây là một anken duy nhất. Thế thì nếu mà xét mà chuẩn hơn thì thằng số 3 không được. Tại vì là nếu mà thằng số 3 mà tách thì nối đôi nằm đây hay nối đôi nằm đây thì đều có đồng phân hình học. Đúng như thì phải chuẩn là một anken duy nhất mà ngoặc đơn không xét đồng phân cấu tạo hoặc là xét đồng phân cấu tạo. Thế thôi, bây giờ lấy cái từ duy nhất này thì mình cứ lấy là tính cả đồng phân cấu tạo nhé. Nếu tính cả đồng phân cấu tạo thì không xét thằng OH đính ở 3 này. Bởi vì nếu mà vào đây nó tạo thành đồng phân xít ra. Được chưa? Thế thì chuẩn nhất phải là gì ạ? Chỉ có thằng 1, thằng 4 với lại thằng 7 thôi ạ. 1, 4 và 7 ạ. Vậy tổng cộng mình có mấy ạ? 3 thôi ạ. Đấy, toàn chưa ạ? C ạ. Kinh điển chưa ạ? Cực kỳ kinh điển đúng không ạ? Ok. Mình sang câu tiếp theo nhé, câu số 50. Đun nóng V ml dung dịch ancol ethylic 95 độ với H24 đặc. Đây mình có ancol ethylic 95 độ C2H5OH với H4 đặc 180 độ. Thu được C2H4, mình tìm được số mol C2H4 bằng 0,15. Mà hiệu suất phản ứng đạt 60%. 0,6 0,15 nhân 1 chia 1 bằng 0,15. Thuận nhân nghịch chia. Nghịch chia 0,15 chia 0,6 0,25. Được chưa? Ok. Thế thì ra được 0,25 là số mol của C2H5OH nhé. Và hoàn toàn đây mình tìm được khối lượng của C2H5OH nguyên chất thì bằng 0,25 nhân 46. Nhân 46. 11,5.
Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được V, nguyên chất. D bằng M trên V, V bằng M trên D, 11,5 chia 0,8, 14,375. Thế mà đây hỏi là V ml của dung dịch 95 độ. Vậy mình tìm được V dung dịch. 14,375 chia 0,95. 15,13. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D, 15,13. Đáp án đúng là đáp án D. Đáp án đúng là đáp án D nhé. 51 nhé. Đề bài cho này, 5,978 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol AB liên tiếp trong dãy đồng đẳng. Tách nước hoàn toàn thu được 4, thu được 4 gam anken. Mình nhìn nhé. No. 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 A, B, D, no. Mỗi C là không no. Vậy mình đặt chung A, B, D trước là đều là ancol no. H2N cộng 2O. Tách nước thì thu được 4 gam anken là CnH2N cộng nước. Khối lượng này là 5,978. Khối lượng này là 4. Vậy hoàn toàn tới đây mình bảo toàn khối lượng. Mình sẽ tìm được khối lượng của nước. Và từ đó mình tìm được số mol của nước. 5,978 trừ 4 bằng chia 18 bằng số mol nước bằng. Ui, phân số đi. Ui. Cái gì đấy? 1,978 đúng không? 5,978 trừ đi 4 thì đúng là 1,978 rồi. 1,978 chia cho, thôi thì lấy làm tròn là 0,11 nhé. 0,11 thì có nghĩa là số mol của nước này nó cũng chính bằng số mol của thằng ancol là 0,11. Vậy hoàn toàn tới đây thì tìm được phân tử khối trung bình. 12N cộng 2N là 14N cộng 2 cộng 16 thì bằng 5,978 chia 0,11. 5,978 chia N bằng 54,4. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm về N trung bình. 54,4 trừ 18 chia 14, 2,6. Mà đề bài nói là đồng đẳng kế tiếp, cùng dãy đồng đẳng, à cùng dãy đồng đẳng chứ, đây nói liên tiếp đây. Vậy là 2,6 này lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3. Vậy một ancol 2 là C2H5OH, một ancol 3 là C3H7OH, C2H5OH và C3H7OH. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Càng lúc bài càng khó lên. Câu 52. Câu 52. Cho M gam bột ancol no đơn chức mạch hở bậc 1. Chú ý, no đơn mạch hở bậc 1. Anh này là bậc 2. Vứt. Được chưa? Tác dụng với natri dư thu được 4,48 lít hydro. Vậy ancol no đơn chức CnH2n cộng 2O tác dụng với natri thu được 1/2 hydro. 4,48 chia 2,4 thì bằng 0,2. Suy ngược anh này bằng 0,2 nhân 1 chia 1/2 bằng 0,4. Ok. Tách nước thì thu được một anken phân nhánh CnH2n. Được chưa? Anh này là 0,4 và anh này là 0,4. Khối lượng của anken là 22,4 gam. Vậy mình có phân tử khối này, 12n cộng 2n là 14n thì bằng 2,4 chia 0,4. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được n bằng 22,4 chia 0,4 bằng chia 14 bằng 4. N bằng 4. Vậy là có 4 carbon ạ. 1, 2, toang. 1, 2, 3, toang. Vậy chỉ còn có D. Nhưng chú ý này, một anken phân nhánh, vậy ancol này phải phân nhánh ạ. Ancol phải phân nhánh. Vậy đây cháu này. Được chưa? Thu được một anken phân nhánh. Vậy thằng ancol đấy nó có thể là OH cắm vào đây. Hoặc là OH cắm vào đây. Vậy thì cả D cũng sai ạ. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta có thể là một trong hai này. Nhá.
Đáp án đúng, đáp án E. Ok. Câu 53. Câu 53. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam. Đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp 3 ancol no đơn chức. M gam 3 ancol no đơn chức. CN H2N cộng 2 O đốt cháy thu được CO2 4,48 chia 2,4 bằng 0,2. Tách nước từ M gam này, tách nước thì thu được anken là CnH2n. Đốt cháy hoàn toàn anken thì thu được CO2 và nước. Được chưa? Được chưa? À sorry cả nhà, cái câu 52 này đề bài bảo chúng ta là bậc 1. Đúng rồi. Bậc 1 thì chỉ lấy thằng dưới thôi nhé. Bậc 1 chỉ lấy thằng dưới, thầy không nhìn thấy từ bậc 1. Bỏ thằng đầu đi. Về đáp án đúng là chỉ có thằng này thôi. Bậc 1 chỉ lấy thằng dưới thôi. Đây là ăn côn bậc 1. Ok, thank you. Này mình có này, tách nước từ bờ gam thì thu được anken, chúng ta nhìn nhé. Thế bây giờ này, thầy bảo này, à, bây giờ tách nước có ảnh hưởng đến carbon không ạ? Không ạ. Vậy là carbon trong CnH2n thì cũng chính bằng carbon trong ancol CnH2n cộng 2. Ô. Vậy thì suy ra số mol CO2 khi đốt cháy thằng ancol này cũng chính bằng số mol CO2 khi đốt cháy thằng anken bằng 0,2. Mà anken cháy thì cho số mol CO2 bằng số mol nước, vậy mình tìm được số mol nước cũng bằng 0,2. Và mình tìm được khối lượng nước 0,2 nhân với 18 thì bằng 3,6. Đáp án đúng đáp án B. 3,6 gam. Đáp án đúng đáp án B. Chúng ta sẽ có là cái dạng số 2 là về ET hóa. Thì để điều kiện mà xảy ra ET hóa thì nó phải là H24 đặc 140 độ C. Đúng chưa? Chúng ta lưu ý rằng với N ancol khác nhau thì ta luôn thu được N nhân với N cộng 1 chia 2 ET khác nhau. Được chưa? Và ở đây thầy có dạng giải mặt bản chất là nếu là thầy có là ancol là ROH với lại R phải OH thì mình tạo thành 3 ancol là ROR phải R, ROR, ROR phải và R phải OR. Thì mình luôn luôn có là nếu mà số carbon của ET là số lẻ thì không thể là anh này, không thể là anh này được nhá. Mà chỉ có thể là anh ở giữa thôi. Đấy. Thì chỉ có thằng này mới có khả năng lẻ. Nếu số mol của các ET bằng nhau, đây thì mình suy ra được số mol của các ancol bằng nhau. Đây. Được chưa? Trong phần ancol cháy thì cũng tương tự như ET cháy, ancol no hở cháy thì tương tự như ancan, N cháy bằng N nước trừ N CO2. Nếu ancol có một đôi đôi CC hở thì tương tự như anken, mình có N nước bằng N CO2. Ok. Bây giờ mình đi vào ví dụ nhá. Câu 54 và câu 55 này. 54 này. Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức mạch hở A và B với 24 đặc nhiệt độ 140 độ C. Thu được 3 hỗn hợp 3 ET. Đốt cháy một trong 3 ET thì thấy tạo ra số mol nước bằng số mol CO2. Số mol nước mà bằng số mol CO2. Điều này chắc chắn nó là ET. Đây là đốt cháy một trong 3 ET nhé. Là ET tương tự như ancol có một nối đôi CC. ET mà có một nối đôi CC. Thế thì ET mà có một nối đôi CC thì nếu mà nó là thuộc dạng là ROR thì nó phải có hoặc là không có nối đôi, hoặc là có một nối đôi, hoặc là có hai nối đôi, vì thằng này có nối đôi, thằng này phải có nối đôi. Đây chỉ có một, vậy chắc chắn nó phải thuộc dạng, thuộc dạng là ROR phải. Và ROR vậy thì sẽ có là một ancol no và một ancol có một nối đôi CC. Hai ancol no là toan. Một no đơn chức mạch hở, một ancol chưa no đơn chức mạch hở, một nối đôi CC. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án gì ạ? B. Bỏ. B bỏ nhá. Đáp án đúng chúng ta phải đáp án B bỏ. Một ancol no đơn chức mạch hở và một ancol chưa no đơn chức mạch hở một nối đôi CC. Thì thế nó mới có ra dạng được rằng là lẻ cái kiểu nối đôi được. Được chưa? Câu 55. Đun nóng hai ancol đơn chức XY với H24 đặc thu được hỗn hợp cùng 3 ET. Hai ancol đơn chức XY với H24 đặc thu được hỗn hợp cùng 3 ET. Lấy ngẫu nhiên một trong ET đã đốt cháy hoàn toàn thì mình thu được số mol CO2 này. 6,6 chia 44 chia 44 bằng 0,15. Số mol nước bằng 3,6 chia 18 bằng 0,2. Mình thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2 ạ.
Được chưa? Vậy số mol nước lớn hơn số mol CO2, vậy suy ra chắc chắn ET đó là ethanol. Được chưa? Ethanol suy ra công thức phân tử của ete nó là C, giống như anca, giống như ancol no, nó sẽ là CN2N cộng 2O. Tương tự như ancol mình sẽ có N cháy 0,2 trừ 0,15 thì bằng 0,05. Vậy suy ra số nguyên tử carbon bằng 0,15 chia 0,05 thì bằng 3. 0,15 chia 0,05 thì bằng 3. Vậy chắc chắn ET đó, chắc chắn ET đó nó sẽ là C3H8O. Thế mà nó là một cái số lẻ của nguyên tử carbon nên nó chỉ có thể là CH3OCH5, chỉ có một cháu thôi. Và để tạo thành cháu CH3OCH5 này thì nó chỉ được tạo thành từ bởi hai thằng ancol, một là CH3OH và một là CH5OH. Ok chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì nhỉ? CH3OH và CH5OH nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. CH3OH và CH5OH. Ok cả nhà hiểu chưa? Ok cả nhà hiểu chưa?